Xin chào tất cả các bác nha. Này bên shop sẽ chia sẻ với các bác về cách ươm ủ cái hạt giống mướp đắng trắng trái tim hàng của Trung này. Đó. Đây, hàng nguyên bao bì đây. Để xem cắt một gói này ra nó được bao nhiêu hạt nha. Đây một gói như này. Riêng cái hàm mướp đắng ấy. Riêng cái hàm mướp đắng thì nó không được nhiều hạt đâu ạ. 5 đến 7 hạt một gói là cùng. Đây. Đó, hết luôn. Đây, được 5 hạt nha các bác nha. Đây, được 5 hạt. Thế thì hôm nay shop sẽ chia sẻ với các bác về cái cách ủ. Đây. Thế thì đây là cái khăn ướt. Khăn này thì chúng ta sẽ giặt qua đi rồi. Đây, bắt buộc giặt qua. Và sẽ cho hạt vào cái khăn ẩm như thế này. Đó. Các bác sẽ cho vào đây. Đây. Chúng ta sẽ vắt bớt nước đi nha. Đó. Và chúng ta sẽ ủ cái hạt này để ở trong cái hộp kín nha. Để vào trong chỗ râm mát. Các bác nên nhớ là hàng là chúng ta kiểm tra, nếu khăn này nó khô thì chúng ta sẽ nhỏ một vài giọt nước như này. Đó. Tốt nhất là chúng ta sẽ dúng ở khăn này xuống và chúng ta lại vắt bớt nước đi. Đó. Thì xem là trong khoảng tầm bao lâu thì nó sẽ lẩy mầm nha các bác nha. Xin chào các bác nha. Đây, cái này là mướp đắng trắng đây các bác này, nhập khẩu từ Đài Loan đấy ạ. Bên shop mà ủ 3 ngày cho vào khăn ẩm để ủ. Mà 3 ngày nó lên này, lẩy mầm này. 5 hạt lẩy mầm cả 5 luôn này. Đó, nên rất là đẹp, xuất sắc luôn. Bây giờ bên shop sẽ trồng nhá. Đây, thì đất ở đây chúng ta sẽ làm tơi xốp như thế này. Và shop sẽ để mỗi một hố như thế này là một hạt nhá. Đó, nó bắt đầu đậy. Đất bên đây một đất mỏng. Đây nữa. Nó rất mỏng thôi ạ. Chúng ta làm đất mỏng ra nhá. Đó, miễn ra. Sau khi mà chúng ta đã đất mất rồi thì chúng ta sẽ tưới ẩm cho các bác nha. Tưới ẩm này. Và chúng ta sẽ hàng ngày tưới ẩm nhé. Đó. Tưới ẩm. Ngày tưới 2 lần các bác ạ. Đây, đây, đây. Xin chào tất cả các bác nha. Đây, đây bên shop sẽ quay cho các bác hạt mướp đắng nó lên cây. Hạt mướp đắng trái tim trắng nha. Đắng trắng trái tim này. Đó. Bác nhìn thấy không? Thân cây của nó rất là cao. Đây bây giờ mới lên được hai lá này mà hai lá. Nó có 5 cây tất cả. Đó. Đây là còn mưa đấy các bác nha. Nếu không thì nó còn lên, nó sẽ thân của nó sẽ còn cao nữa. Bởi vì đây là cái dạng cây thân neo này các bác này. Đó. 5 hạt thì sẽ lên cả 5 luôn. Rất là đẹp và đều luôn. Từ lúc trồng hạt xuống bây giờ cho đến bây giờ là được 10 ngày rồi các bác. Được 10 ngày nha. Những ngày đầu tiên thì lên rất là chậm nhưng về sau thì lên rất là nhanh luôn. Đây là dạng cây thân neo, cho nên là khi mà nó cao thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ bắt những cái que như này. Đây, mình sẽ để sẵn cái que như này để cho nó leo lên cuốn vào, buộc cái thân này vào cùng với cái cây, không có thì sẽ rất là dễ bị đổ. Nó nhìn thấy chưa, rất là đẹp luôn.